Đâu? Khi Hoàng Đức Vương nói 1, 2, 3, tất cả chúng ta cùng nói lên 2, 3, lên. Và lần cuối 2, 3 thì tất cả chúng ta cùng nói lên 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 lên. Điều chí nào? Rất là quen thuộc. Chúng mày, chúng mày lên 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 lên. Xin chúc mừng mọi người rất nhiều. Một tràng tay dành tặng cho Gia Trang. Và kính thưa quý vị, và bây giờ hãy tiếp tục thưởng thức một tiết mục tiếp theo cực kỳ hấp dẫn. Đây là một tiết mục sôi động, làm mới hoàn toàn trên một địa điểm rất quen thuộc, Sài Gòn, đẹp lắm. Xin